Xin chào mừng toàn thể anh em các bác các chú đã quay trở lại với kênh YouTube của em Duy đồng hồ. Ngày hôm nay thì em Duy về ở trên đây là một chiếc uh, đồng hồ Orange Star dáng rất là đầu các bác ơi. Mẫu này thì uh, nó đã ngừng sản xuất hàng mới rồi các bác nhé và hiện tại thì em săn được ở đây nó chỉ là hàng nước thôi. <laughs> Ngày hôm nay thì cái mẫu này thì em về được là nó đựng ở trong một cái túi zip như thế này thôi, Đó, không thẻ và không hộp cũng như là không sổ thì bác nào muốn uh thêm cái bộ sưu tập của mình một con đồng hồ dáng độc nạ dáng bình rượu như thế này thì có thể inbox sớm qua cho em gì nhé các bác nhé mẫu này thì em về được duy nhất là một chiếc bản Oresta, bản này thì đã ngừng sản xuất rồi ạ và mức giá ngày hôm nay deal cho các bác một cái mức giá là đó là 7 triệu 300 nghìn cho một phiên bản hàng nước như thế này Với bản này là bản version 1 40 giờ tích cót các bác nhé à, Về cái phần mặt thì nó sẽ có một cái thiết kế khác so với những cái chiếc đó là mặt tròn các bạn là Cái dáng này nó là gần như kiểu dáng thon, cái dáng bình rượu ạ và em sẽ đo thử cho các bác cái phần size mặt của chiếc này Size mặt của chiếc này thì nó rơi vào khoảng độ tầm size 37.5 các bác nhé Và độ dày ở đây em có là 13.2 Thì với phần size mặt 37.5 thì anh em và các bác các chú nên cổ tay cho em đi khoảng độ tầm 15 thì tai tay trước này cũng khá là đẹp nhưng mà về cái phần càng thì anh em lưu ý nhé à, cổ tay em to một chút mười năm rưỡi hoặc là 16, 17 thì nên tay trước này nó đẹp hơn rất là nhiều bởi vì là à, dáng hay dáng bình rượu thì đây là một cái dáng nó thuôn dài th uh, thiên về cái màu đó à, thiên về cái hình đó là hình chữ nhật đó nên là anh em cứ cân đối cái cổ tay của mình nên tay trước này rất là đẹp mặt của chiếc này thì nó là một cái thiết kế mặt màu nâu khảm các bác ạ nó như là cái vân gỗ ấy, ở bên mặt trong này lòng trong chúng ta thấy được những cái vân thớ này thiết kế nó rất là giống những cái cái, cái 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 vân gỗ nó xếp lại với nhau và viền ngoài thì chúng ta sẽ có thiết kế đó là cái viền trơn ở bên cạnh đó là được trang bị đó là những cái thiết kế bộ cọc số đánh nổi bên trên với 12 bộ cọc số chạy quanh cái phần mặt và có phần định dạng quang ở trên cái phần đầu cọc số nữa cho các bác đây rất là đẹp và cái phần cọc số này các bác để ý cho em là nó sẽ có thiết kế nó giống như kiểu là đánh phách xước ấy, các bác ạ. các bác ạ và điểm nhấn ở góc thứ 12 giờ và góc 6 giờ thì chúng ta sẽ có uh, cọc số nam mã và có nộ cơ open hết ở góc hướng 9 giờ như thế này và bộ kim thì được thiết kế theo cái dạng đó là bộ kim uh, theo cái dạng đó là uh, bộ kim kiếm đó của các cái chiến sĩ samurai ngày xưa đây kiếm uh, bộ kim rất là đẹp có rãnh phủ dạ quang logo orange star ở trên cái phần mặt uh, ở đây cho chúng ta đầy đủ hết và đây là một cái dòng cao cấp sản phẩm thì em uh, nói chung là đưa cho các bác một cái mức giá là bảy triệu ba nghìn một cái phiên bản hàng nước như thế này hàng đẹp mới độ mới các bác để ý cho em Nà, nó rơi vào khoảng độ tầm 98 nó chỉ có những cái vết xước rất là bé thôi nó chả đáng kể gì đâu và chúng ta nên tay thì nhiều khi là người ta nhìn vào cũng chả biết được đây là hàng nước này. đó một cái phiên bản rất là đẹp và các bác nhìn này phần càng này phần mặt kính này phần số kim cọc thiết kế vẫn rất là những cái chi tiết vẫn rất là tinh tế luôn búa vang vẫn là nạp cót hai chiều rồi mặt đáy chúng ta vẫn có là cái thiết kế rất là mới bóng nhoáng luôn đó, mức giá nói chung là 7 triệu 200 nghìn giao lưu anh các bác các chú chiếc này thì rất là ok này Hàng thì là hàng mới đảm bảo cho các bác các chú nên tay thì chiếc này à, Hàng Nhật, nội địa, hàng chính hãng các bác nhé Và chiếc này thì các bác bây giờ tìm hàng mới nó không có đâu Hàng mới thì nó đã ngừng sản xuất rất là lâu rồi Nên là chúng ta gần như là không có hàng mới trên thị trường mà nếu mà có tìm được thì cũng rất là hiếm đó và mức giá nếu như mà các bác tìm hàng mới thì nó sẽ rơi vào đâu đó khoảng độ tầm gần 20 triệu trong phiên bản hàng mới với bản version 1 40 tích cốt này. Đó chiếc này thì vẫn có nên có tay này có hai cái stop dừng kim dây khi chỉnh giờ đầy đủ cho các bác này và có nên có tự động nữa nói chung là cái dòng của Orange Star thì nó cạnh tranh với những cái dòng của Citizen đấy hay là của cái dòng Seiko phần không cao cấp với các bác ạ Đó. máy rất đẹp rất khỏe luôn Make in Japan nội địa nhật ở phần mặt đáy này nói chung là những cái thông số của chiếc đồng hồ này thì nó vẫn còn các bác nhé Orange Watch này Đó, chống nước của chiếc này là 53 tương đương với 50m stainless steel tôi sẽ không gì đầy đủ cho các bác Sapphire Crystal đây đó, Nói chung là chiếc này thì rất là đẹp và nên tay thì rất là tuyệt vời Nói chung là size 37.5 thì anh em và các bác và chú nên tay chiếc này thì rất là vừa rồi Và dây của chiếc này thì nó được thiết kế là đó là dây da dập phân cá sấu, dây rất là mềm Đây các bác thấy này, những cái nỗ bấm thì nỗ đeo thì nó vẫn còn gần như là còn nguyên zin luôn nó không có cái cái tình trạng đó là nó bị bị chảy nỗ ra đâu nó nó vẫn còn nguyên zin và khóa thì sẽ được trang bị đó là một bộ khóa xiên của Oresta với logo OS ở bên trên phần dây rất là đẹp và ở phần mặt đáy của dây thì chúng ta sẽ có một được thiết kế một cái bộ à, màu à, nâu các bác ạ màu nâu cam các bác nhé và có cái 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 lớp mặt sau dây thì ở đây chúng ta sẽ có đó là chống thấm mồ hôi và cái phần dây khi mà chúng ta đeo rất là thuận tiện mức giá chỉ có 7 triệu 300 trăm nghìn cho các một cái phiên bản oresta mặt uh, nâu khảm này các bác nhé vân gỗ rất là đẹp nộ cơ đầy đủ cho các bác này ở dáng bình rượu dáng này thì rất là độc nạ và là một cái thương hiệu nổi, nổi tiếng nữa là oresta thì anh em và các bác các chú nào mà cân đối được chiếc này thì giao lưu em sẽ giao lưu cho các bác mức giá rất là tốt và rất là hời nếu như mà À, liên hệ sớm cho em à, liên hệ đặt hàng với chiếc này các bác nhé. Dạ quang đầy đủ, à, thiết kế dáng bình rượu rất là hoài cổ này, Đó, mặt nâu khả đầy đủ cho các bác luôn. logo Star đầy đủ hết này, mức giá 7 triệu 300 trăm nghìn các bác nhé. Bác nào quan tâm thì inbox e sớm qua cho em để có thể à, à, san ngay chiếc này về với cái bộ sưu tập của mình. Cảm ơn các bác rất là nhiều, xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác ở những video tiếp theo.